Kiểu gì không biết nữa. Thì mới đi ở ngoài về, nóng là phải rồi. Ồ mà thôi, trời nóng uống trà nó chắc chết. Sen ơi! Dạ. Mày lấy cho tao với má Tư ly nước mát coi. Trời ơi, khát muốn khô cổ họng rồi nè. Dạ con đem lên liền. Dạ, con mời bà Tư, con mời mợ ba. Mày lấy cái quạt mày quạt cho tao coi. Nóng quá à. Dạ. Con chào mợ. Đi đâu về mà không thưa không gửi về ai hết vậy cô? Thưa má Tư, con mới về. Ủa, cô đi đâu vậy? Dạ, con đi lên chùa thăm má cả. Con cũng đi có chút xíu thôi à, tại thấy trời còn sớm. Dạo này á, đúng là cô cũng có nhiều cái lý do quá ha. Đi thăm người này, thăm người nọ. Đi thăm gì mà giờ này mới về còn kêu sớm? Cũng còn sớm mà má Tư, tại con có ít đồ đưa cho má cả thôi mà. Hey, cô đừng có quên á, cái nhiệm vụ của cô á là phải chăm sóc má con tôi. Cô có đi ra ngoài như vậy á, lúc tôi cần tôi biết kêu ai. Nè, tôi á là tôi biết tôi có nhiệm vụ lo khẩu phần ăn cho cô, nhưng mà không có nghĩa là tôi là kẻ hầu người hạ của cô. Cô làm ơn đi, cô nhớ cho kỹ nha. Cô... Nè cô, cô nói như vậy á là chẳng khác nào cô đang chống đối lại chồng của cô. Chính thằng Xanh nó nói á là cô phải có nhiệm vụ chăm sóc cho mẹ con Mai, chứ không phải là tôi hay là ai ở trong nhà này hết trơn á. Má Tư à, con biết là con cần phải làm cái gì cho nó đúng mà. Má đâu nhất thiết phải lôi chồng con ra để mà nói đâu. Trời trời, trả treo nữa hả? Miệng lưỡi của cô cũng sắc bén lắm đà. Nè, tự nhiên tôi thấy thèm cháo bào ngư quá à. Cô xuống nấu cho tôi đi. Thôi được rồi, cô thích ăn cháo chứ gì, tôi sẽ nấu. Khoan đã, cô nhớ thêm nấm đó. Cháo thêm nấm ha, tôi biết rồi. Nè, gì nữa? Cô nhớ thêm chân gà nữa, tự nhiên tôi thấy thèm chân gà. Được rồi, tôi sẽ thêm nấm với chân gà. Vậy ha. Còn nữa, nhớ nấu cháo á, không được nhừ quá, không được lỏng quá, cũng không được đặc quá, nấu sao cho ngon là được. Được mà, tôi sẽ nấu không lỏng không đặc, thêm nấm với lại thêm chân gà nữa. Nè, cô thích ăn gì nữa không? Tôi sẽ làm luôn một thể. Tạm thời cứ như vậy đi. Cô cứ mần như vậy cho tôi, tôi nhớ thêm cái gì tôi sẽ dặn thêm. Được thôi, tôi đi xuống nha. Tư má Tư con đi. Nè. Dạ. Thôi mày đi vô đi. Trời, quạt cái gì mà không mát hết trơn à. Ôi. Má, má có thấy bữa nay con lụa có gì đó khác khác không? Cho dù nó có khác hay là nó muốn giở trò gì đi nữa thì nó cũng không mần sao bằng được đứa con trong bụng bay đâu. Hiểu chưa? Nè. À, dạ mợ. Cho tôi mượn cái bếp một chút nha. Dạ dạ dạ, mợ cứ dùng tự nhiên đi mợ. Thiệt tình luôn á. Xem không hiểu là hả, bà mợ ba đó bắt tìm đâu ra nhiều chiêu để mà hả hành hạ người khác như vậy luôn á. Cậu hai mình như vậy là bất tài. Tự nhiên cái thực hiện cái kế sách của mợ ba làm chi? Bây giờ hành hạ mợ hai này thấy không? Trời ơi, có gì đâu. Người chung một nhà mà, có gì đâu mà phải chấp nhất chứ. Ủa? Mợ, mợ lấy bếp để là mợ làm gì vậy? Dì ba, dì muốn ăn cháo bào ngư với lại chân gà, cho nên tôi xuống đây tôi nấu cho dì nè. Mợ,
Mợ có cần Sen giúp gì không? Có chứ. Vậy phụ tôi nha. Lấy giùm tôi nấm đi rửa nè, với chân gà nữa. Còn bao nhiêu để tôi tự làm cho. Sen biết rồi. Cảm ơn nha. Rồi để đó đi. Gạo với củi để con lo. Cảm ơn Tèo. Giờ đã phản lại mình. Nó có con Mai và đứa con làm chỗ dựa, nên mình cũng không dễ gì mà hất cảnh nó. Mình phải mau chóng kiếm thêm người đồng minh thì Mai ra. Con à, con với con Lụa làm sao rồi? Cũng vậy à cha. Con à, gì thì gì, con với thằng Bình á cũng là anh em một nhà, phải biết thương yêu nhau, nhường nhịn nhau. Thằng Bình vốn sanh ra nó đã thiếu may mắn từ nhỏ, lại sống xa gia đình nữa, bây giờ nó mất mẹ nữa, nên nó là trái tính trái nết đó con. Con phải hiểu và nhường nhịn cảm thông cho nó. Thực sự lúc nào con cũng muốn nhà mình êm ấm hòa thuận hết. Con đâu có muốn gây gổ gì với anh Bình đâu. Nhưng mà anh ấy luôn có những thái độ và cái hành động với Lụa nó quá mức, cho nên con không thể nào mà nhịn được. Cha biết là con tức lắm. Nó trái tính là ở chỗ đó đó. Còn trái nết nữa. Chè đây. Dạ thưa cha. Con mời cha với anh ăn chè. Hôm nay con nấu món chè này ngon lắm á. Còn nóng hổi à, cha ăn đi cha. Chè thơm quá. Anh ăn đi. Ngon lắm. Con nấu dưới bếp còn nhiều lắm. Cha ăn hết đi, rồi con xuống múc nữa nha. Thôi để cha vào trong cha ăn. Hai đứa con nói chuyện đi ha. Gì vậy? Bộ mặt em dính lợn nghẹ hả? Hả? Dính ở đâu hả? Không phải dính lợn nghẹ, mà là dính một cái nụ cười. Ê nó nghe nè. Hôm nay có ăn trúng cái gì không mà sao lạ vậy? Trúng gì đâu. Thật sự chứ bữa giờ em thấy em gồng quá, không có thoải mái gì hết á. Kể từ hôm nay em bỏ qua hết đó, em sống lại đúng bản chất của em, như vậy em nghĩ sẽ vui hơn. Vậy đi cho nó vui. Nè, ăn đi. Cảm ơn nha. Ăn đi cho nóng. Ngon không? Ngon bất ngờ luôn. Nhưng mà bất ngờ hơn vẫn là em. Anh không thể nào tưởng tượng em đã trở về là em của ngày xưa. Ngon chứ gì. Ừ. Ở dưới bếp còn nhiều lắm. Ăn hết đi. Ăn nữa thì xuống dưới lấy à nha. Ừ. Sao hôm nay lại dễ thương lạ thường vậy trời. Tao. Nó nghe. Cậu kêu con hả cậu? Đây. Dạ. Mày thấy mợ hai của mày hôm nay có cái gì đó khác lạ thường lắm không? Con thấy bình thường mà. Có khác lạ lắm. À đúng rồi. Hả? Mợ của con bây giờ. Ừ. Mới đúng là mợ của ngày xưa. Trời ơi, hôm nay tự nhiên mày hát tao thấy hay quá Tèo ơi. Hay, con hát cho cậu nghe nữa nha cậu. Thôi được rồi, một câu thôi. Tao đang vui cho nên tao khen mày vậy thôi, mày đừng có hát nữa. Đi vô giùm tao một cái đi nha. Vậy thì con xin lỗi. Tao nói rồi một câu thôi, câu thứ hai là nó trớt quớt hả? Đi vô đi ông nội. Cậu dùng chạy ngon miệng cậu. Thật.
Chị ba, thằng Nghị nó ngủ rồi hả chị ba? Nó mới ngủ. Nhìn nó, thằng bé cái mặt thông minh, kháo khỉnh, dễ thương ghê vậy đó. Chị, hồi sớm mơi á, tôi có đi chợ, tôi thấy có sắp vải gấm này đẹp quá, tôi mua tặng cho chị nè. Thôi, dì á, cứ giữ lấy mà dùng đi. Tôi cũng ít khi ra ngoài lắm, cho nên không có cần dùng tới đâu. Thôi mà, chị ba cầm đi. Cái khúc vải gấm này á, nó hợp với chị ba lắm á. Nếu như mà chị ba không nhận á, là tôi buồn lắm nè. Vậy tôi cảm ơn dì Tư lắm đa. Chị em với nhau ở trong nhà không à? Hơi đâu á, mà khách sáo không biết nữa. Ngoan. Ngoan nha, má cưng. Chị ba, ừ? Công nhận á, có con cũng vui ghê nha. Thấy chị với thằng Nghị, tự nhiên em thấy chạnh lòng quá. Chị có đứa con như vậy á, nhiều khi còn hủ hỉ vui buồn. Còn em á hả, nhiều lúc vui với buồn cũng không biết tâm sự với ai nữa. Nếu á dì mà mở lòng với mọi người á thì mọi người cũng sẽ dành sự quan tâm cho dì thôi. Ở trong cái nhà này á, đúng là có mình chị ba hiền lương và hiểu chuyện nhất á, chứ không có phải giống như chị hai kia ỷ quyền ỷ thế khó chịu nữa. Thật ra chị hai á cũng là người rất tốt tính, chứ không phải là người ỷ quyền ỷ thế gì đâu. Chắc do dì Tư với chị hai chưa có hiểu ý nhau. Từ từ á, dì sẽ hiểu chị hai hơn. Ủa? Tới giờ mà chị vẫn còn giữ nguyên mấy cái kỷ vật hồi còn đi hát hả? Nhiều lúc nhớ nghề, tôi cũng hay nhìn ngắm những cái kỷ vật đó. Em cũng vậy. Nhiều lúc em nhớ nghề nhiều lắm. Em nhớ những cái cảnh tung hứng với bạn diễn ở trên sân khấu. Tôi cũng vậy, dì biết không? Nhiều lúc á, tôi nhớ nghề quá, tôi cứ ra tôi nhảy múa lên. Chèn ơi, mọi người nhìn tôi cười quá trời luôn. Ai cũng tưởng là tôi á, bị điên á. Không mấy hôm nay, hai chị em tụi mình tung hứng vài bài nha. Thank you.
âm. Một kiếp con tận lẫn lộc gió sương đàn dời ta xéo kêu khúc tình thương. Mòn gót chân phong sương vô nắng mưa chẳng phai tấm lòng son. Ta với đàn trọn Tèo ơi. Dạ. Ra tao biểu. Dạ. Dạ mời mày con. Mày đi vô phòng á, kêu cậu hai ra đây cho tao. Dạ. Có chuyện gì mà kêu tôi ra đây vậy? Anh uống nước đi, ngồi đây nói chuyện với tôi một chút. Tèo. Dạ. Mày đi xuống dưới á, hỏi mợ hai mày nấu cháo cho tao xong chưa. Dạ. Anh Sanh nè, anh đặt tên con mình là gì chưa? Chưa. Dạ, cháo của mợ. Mợ hai mày đâu? Sao mày bưng? Dạ. Tôi đây. Cô nấu cháo thì cô phải bưng lên chứ, mắc gì kêu con sen. Nè, cô nhờ thì tôi mới mừng nha. Cô phải nhớ cho kỹ đó, tôi là lớn, cô là nhỏ. Cô... cháo gì mà nấu lặt nhách lặt nghẽo à. Bà Ngư thì da nhách. Thôi đi xuống nấu lại đi. Sen, đem xuống giùm tôi đi. Cô đừng có quá đáng như vậy chứ. Tôi á, đang mang trong bụng đứa con của anh nè. Sao không bao giờ tôi thấy anh quan tâm đến tôi và con hết vậy? Suốt ngày cái bên chầm chập cái con lụa đó, anh nó coi tôi ra cái gì đâu hả? Thậm chí á, cái tên còn không đặt nữa. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, cái gì mà mặn lè vậy? Cô mới nói với tôi là lạc, tôi mới bỏ thêm muối vô rồi bây giờ cô còn chê nữa là sao? Bộ cô muốn giết mẹ con tôi hả? Làm chén cháo mặn lè ai mà ăn cho được? Không nấu được thì thôi, còn nói này nói nọ nữa. Thôi thôi đi xuống nấu lại đi. Nè, tôi chỉ có biết nấu như vậy thôi nha. Nếu mà cô muốn ăn cho vừa miệng á, thì cô đi xuống bếp mà tự nấu đi. Cô... Sanh, anh phân xử cho rõ ràng đi. Anh coi đó, cô ta sai mà còn dám cãi tôi nữa. Tôi thấy lụa đó đúng đó, khẩu vị của cô đặc biệt quá. Nếu cô muốn ăn sao thì cô tự xuống cô nấu cô ăn đi, là khỏi phiền ai hết. Tới rồi kìa, chuẩn bị đi. Dạ. Kéo lên, kéo lên. Đứng lại. Đứng lại. Đi vô. Đi vô. Tụi mày muốn gì? Muốn gì hả? Muốn lấy mạng hai bà chứ muốn gì hả? Mấy người là ai? Mấy người có biết tôi với người này là ai không? Mấy người muốn mất mạng phải không?
Hai người là bà hai, bà ba và ông hộ đồng thanh chứ gì. Hả? Nếu tụi bay biết á thì tụi bay lo cút đi nghe chưa. Còn không á là tụi bay ở tù mọt gông đó. Nè, tôi nói cho bà nghe, bây giờ á hai bà có bỏ xác ở đây á cũng đâu có ai biết mà bỏ tù hai tụi tôi đâu hả? Đúng rồi đó. Ai xui mấy người mần chuyện này hả? Sắp chết tới nơi mà còn nhiều chuyện hả? Chuyện đó hai người không cần quan tâm. Ai xui hả? Ai xui bây hả? Bây giờ chuẩn bị chết nè ha. Hả? Muốn chết hả? Bà có sao không vậy? Cho tao thấy mặt tụi bay nghe. Có sao không vậy? Bà có sao không vậy? Hả? Có sao không? May mà có hai người đi ngang qua đây, chứ không tụi tôi cũng không biết ra sao nữa. Cũng may là tôi đi mua đồ, tôi gặp bà hai đây, rồi xong cái hai người đi chung rồi mới gặp hai bà đó. Lụa à, rớt hết trơn hết rồi. Hai má tính đi lên thăm má cả hay là con đi cùng hai má luôn nha? Dạ, hai má cứ đi trước đi, lúc khác anh Sanh ảnh rảnh rồi con đi với ảnh nha. Ừ, tôi đi nghe. Dạ. Đi thưa mợ. Thôi mình đi em. Dạ. Vui quá à. Cái gì vui? Sao vụ gì vui vậy? Vụ gì vui? Hồi uống nãy đi, uống nước. Uống nước. Được, rất cho. Chuyện vui là phải uống nước nè. Uống xong phải kể nghe nha. Ừ. Đó. Hồi nãy á, mọi người không có thấy được mặt của bà Mai lúc mà bị mợ chửi đâu. Sao sao? Mặt bà Mai kiểu đơ ra, không biết nói gì luôn, chỉ biết ngậm họng thôi á. Vui vậy hả? Thiệt hả? Sang. Thiệt. Vậy là mợ hai của mình đã trở lại thật sự rồi đúng không? À. Đúng. Lúc đó mợ đúng ngoài luôn á. Trời ơi. Vui quá ha. Là vậy nè. Sao? Coi bà Năm. Tôi chỉ nấu được như vậy thôi. Còn hả, cô không vừa miệng thì bước xuống bếp tự nấu tự ăn đi. Đúng. Ngon. Sen ơi. Sen. Mợ kêu kìa Sen. Sư tử nó kêu chứ mợ nào kêu. Còn nữa nè, coi nè. Sen. Sen, đây là Sen. Tôi không biết làm. Bà muốn gì á thì bà tự làm đi. Bà đừng có sai tôi. Ừ. Tôi không có muốn bị đuổi việc đâu. Mà xuống bậy không à. Cậu, nè, mày làm ăn cái kiểu gì mà có hai người đàn bà cũng xử không xong vậy? Thì lúc đó mọi chuyện đang thuận lợi, tự nhiên cái con lụa với lại ông thời kéo xe nhào vô làm hỏng hết công chuyện, sao tôi trở tay kịp. Thôi được rồi, coi như lần này hai bả may mắn đi. Thua kèo này mình bày kèo khác. Hai bả chân yếu tay mềm mà, có gì đâu mà cậu lo không xử hai bả được. Mày nói thì hay lắm, lần nào cũng thất bại hết. Thì trước sau gì cũng được mà cậu. Bôi thuốc giùm tôi không? Có. À, thuốc nằm đâu vậy? Thuốc. À, thuốc đây. Rồi đó vợ. Hết rồi. Hết đau rồi ha. Cảm ơn nha. À, không có gì đâu. Đi ngủ. Rồi
Anh ngủ ở đâu? Thì mấy người muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Thôi à, tối nay mình thức đi đừng ngủ. Nhiều chuyện quá. Tắt đèn đi. Đừng lên vợ. Tao sẽ cho mày biết tay. Để coi á, mày có còn được ở trong căn nhà này mãi mãi hay không. Ây da, không lẽ ây da. Người đâu? Người đâu? Mở sao vậy mở? Đi kêu bà mụ. Tao đau. Chết cha. Ông ơi, bà ơi. Mở con sắp đẻ. Đau quá. Ông ơi, bà ơi, cả nhà ơi. Đau quá. Đau quá. Mai, con sao vậy? Hả? Mau kêu người, kêu bà mụ tới đây nhanh lên. Dạ. Em xin lỗi. Chị có sao không? Ây da, đau quá. Mai, ráng đi con. Đau quá. Mai, ráng đi con. Ráng nha. Ê khoan đã. Khoan đã, đừng kêu. Chắc không kịp đâu. Hay là để cho con đỡ đẻ cho Mai nha. Nhưng mà em đã từng đỡ đẻ cho ai chưa? Người thì chưa, nhưng mà em đỡ đẻ cho heo rồi. Hả? Heo cũng giống như người mà. Trời, gấp lắm rồi. Trời ơi, đi kêu bà mụ đi, tôi chứ không phải heo. Đi đi. Trời ơi, không kịp đâu. Bây giờ mọi người ra ngoài hết đi. Mau lên, không kịp đâu. Cẩn thận nữa nha. Kêu bà mụ. Đi đi. Ráng lên kêu nè con. Đi. Thôi mình đi mất. Sen ơi, Sen. Lấy cái bóng với lại khăn cho tôi nha. Đau quá. Nè, kêu bà mụ. Nằm xuống đi. Không kịp bây giờ. Nhanh lên xem thôi. Trời ơi. Sao con? Con lo quá à. Con lũa đó đỡ đẻ được không con? Con cũng có biết đâu. Trời ơi, cái thằng quỷ tèo. Đi kêu bà mụ đỡ đẻ mà lâu quá. Ông ơi. Cái gì vậy? Xanh cái gì vậy? Rồi, xanh rồi. Hả? Chúc mừng ông. Là con trai ông ơi. Chúc mừng cậu. Cảm ơn con. Ông ơi, con đi cha rồi. Tới rồi ông ơi. Ai tới? Dạ, bà mũ. Khỏi. Nè, cầm tiền này ra thưởng cho bà mũ luôn. Đi. Bà có làm gì đâu mà thưởng bà hả ông? Ta kêu thưởng là thưởng. Xanh rồi. Mà mày xanh rồi. Ờ, đi ra thưởng đi. Con chúc mừng ông. Đi đi. Con chúc mừng cậu. Yeah. Vô lo cho mợ. Đi vô lo cho mợ đi. Cha ơi, con được làm cha luôn rồi. Để con vô phòng con coi con của con. Nè anh có nhớ không, hồi xưa em mượn cái xuồng của anh để em chở Gia Bảo đi chơi đó, tự nhiên cái xuồng nó bị lủng, nước tràn ra quá trời luôn á. Thật ra cái xuồng em bị lủng lúc đó là do anh làm á. Cái gì? Làm sao mà anh để cho em và Gia Bảo hẹn hò thành công được. Hay quá ha. Bởi vậy gậy ông đập lưng ông chứ gì.
con Mai nó sinh con trai. Vậy thì tốt rồi, ông có người nói giỏi rồi đó. Còn cái chuyện này nữa nè, là thằng Xanh với con Lụa tụi nó làm hòa với nhau rồi. Vậy tốt quá. Rồi chừng nào bà về? Lúc này tôi thấy tinh thần của tôi thoải mái lắm. Nếu vậy thì tốt quá. Khi nào bà muốn về thì về ha.